Tôi hay đi nước ngoài thì tôi thấy là cái kem địa danh nó rất là phát triển, vì nó giúp cho cái những cái vùng hay là những cái tỉnh ở cái những cái nước như là Trung Quốc hay Thái Lan, Hàn Quốc thì họ có những kem địa danh này. Và tôi thấy là ở Việt Nam có rất là nhiều địa danh, cho nên tôi quyết định là về Việt Nam tôi làm những cái địa danh ở Việt Nam.